Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng con máy lọc không khí Saab KC-I65 các bác nhé. Mấy con máy Saab này em nhập về em thấy nó bán đâm ra lại rất là hay, bán chạy. Đấy, trước thì cũng em cũng ít bán Saab thôi, nhưng mà lần này nhập Saab về thấy cái giá cả nó rất là hợp lý, mà máy thiết kế cũng rất là đẹp, đấy, lành bền, đơn giản, đấy, không có dâng rất gì cả như bọn Pana. Pana dâng thì hay có motor vẫy cái thứ, bọn này thiết kế cũng rất là chắc chắn các bạn, rất là chắc chắn nhé, cực chắc chắn luôn. Có một thời gian em cũng bán Saab nhưng một thời gian lại không bán nữa, nhưng đợt này thấy Saab nhập về giá cả nó cũng hợp lý, bán máy móc đẹp bền. Con này công suất là 70W các bạn nhé, 70W. Đấy, dùng cho phòng khoảng 45m2. Đấy, 45m2. Máy phòng rất là to. Đấy, còn các bác dùng cho phòng nhỏ thì lọc cực nhanh rồi. Về hình thức con này thì đã gọi spa cho các bác cực đẹp, long lanh cành đào, không còn gì phải chê cả. Đấy, các bác nhìn qua clip các bác thấy trắng đẹp long lanh. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đã đấu đổi điện các bác nhé, đấu đổi điện sang 220V. Để đấu đổi điện 220V. Các chức năng thì thiết kế rất đơn giản thôi. Ba cái nút này là cái nút lọc không khí bù ẩm và nút lọc không khí bình thường. Khóa trẻ em này, các cái tốc độ lọc, bật ion, tắt nguồn. Cái này là có giữ ở đây là 3 giây này là nó khóa trẻ em lại. Đấy, khóa này. Đấy. Cái dĩa này là bình nước bù ẩm. Bình nước Saab rất là to nhé các bạn nhé, máy to, bình nước to. Sau đây đã sạch đẹp hết rồi các bạn nhé, không còn gì để chê cả. Một con máy phải nói là em đánh giá rất là hay, trong cái tầm tiền thì tuyệt vời luôn ạ, tầm tiền vừa phải, máy móc đẹp này, báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử rất là đẹp luôn, báo không có nước. Đấy, khi mà các bác mà bụi mùi ở đây thì nó sẽ báo đỏ đây, ion 7000, cái công nghệ ion plasma Saab độc quyền. Đấy, con này em vẫn bán 2,5 triệu các bác nha, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ với em nhé, các bác ở xa mua đặt cọc trước thêm 500.000 nhận hàng thanh toán nốt. Lọc không khí là một cái vật dụng mà rất quan trọng trong gia đình người Nhật, họ đến 90% họ dùng cái máy lọc khí này. Đấy, nhà bác nào mà có trẻ nhỏ hay có người già thì dùng rất là tiện, sạch sẽ trong phòng, khử mùi hôi nấm mốc bù ẩm rất là tuyệt vời luôn. Công nghệ ion là khử khuẩn các bác nhé, công nghệ ion khử khuẩn. Con máy rất là đẹp, lấy đèn báo ion màu xanh xanh các bạn này, ion xanh. Thiết kế đơn giản, trẻ con nghịch thoải mái, không sợ bẻ cánh vẫy biết như thằng Pana, chắc chắn, phải nói rất là chắc ạ. Xin chào tất cả các bác nhé.